Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay mẹ lên là bây giờ dẫn đến một chi tiết bài nhảy nhảy và pha chút múa bài ca Người Phụ Nữ Việt Nam. Bài này để chào mừng nhân dịp ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 nhé. Bài này em sẽ chia làm 5 tổ hợp nhé. Tổ hợp đầu tiên là tổ hợp dạo nhạc này. Chúng ta sẽ đi từ hai bên vào nhé, đi từ hai bên vào giữa. Ví dụ em đi từ bên trái sang này. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 8 chúng ta giơ tay lên nhé. Sau đó cái tay còn lại là chúng ta sẽ cầm tay nhau và đi quanh cái người đi từ bên kia sang nhé. 2 2 3 4 5 6 7 8. 8 về đến nơi này, sau đó chúng ta hạ tay phải xuống để nón ở sau lưng. Rồi, sau đó này. Chúng ta đi này, chung gối xuống nhé. Đưa nón sang phải. Chú ý là cái biên độ này chúng ta sẽ đưa đến tầm ngang tay ngang với vai là thôi, và chúng ta hạ xuống. Nón đưa ra thì hông cũng hơi đưa theo một chút. 1, 2, 3, 4 này. Đổi bên này. 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó này, để nón sang đây. Hai tay đỡ nón nhé. Từ phía ngang này, vòng một vòng ngang này, lên trên, xuống ngang, xuống dưới và về giữa, đưa lên bụng. Chú ý là trong quá trình xoay này, chúng ta xoay đúng thành một hình tròn đứng dọc nhé. Hình tròn đứng dọc cái trong quá trình xoay là cái đỉnh chóp nón luôn hướng ra phía trước, vuông góc ra phía trước nhé, chứ không phải là liệng như này nhé. Đấy, ở các bạn ở lớp này hay liệng vòng thành một liệng lên đến nơi là thành nón dọc này là sai này. Đấy, lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. 8 về đến giữa này. Là cái nón sẽ xoay liên tục phải trái phải trái. Nó xoay nhưng nó luôn ở hướng phía trước. Phải trái, chân này. Phải trái xuống xuống kết hợp cả này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Xong này. Chúng ta ngửa lõn chĩa từ bên trái sang phải nhé. Rung này, rung quạt này, rung rung kiểu như là đang quạt ấy, đang quạt lò ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là ôm vào đây này. Sau đó chúng ta chùng gối xuống này, hất. Quăng chân ra làm sao cho cái thân người và chân nó cong thành hình chữ C này. Người đầu chúng ta vươn ra sau này. Chùng này, chùng này, bật này, bật, chùng, bật, chùng, bật, chùng. Rồi, cái chân chỉ sang ngang này, vươn phía sau chứ không phải là sau như thế này sẽ không thành chữ C và sẽ không rõ biên độ biên độ của chân mà phải xoay ngang, bật nhưng mà hướng về phía ngang. Sau đó hạ chân xuống thì chéo sang bên kia luôn, nón vẫn đang che ở bụng nhá. Hạ chân xuống này, bắt đầu xoay, xoay. Khi hạ chân xuống này chúng ta sẽ dùng mũi chân phải xoay. Đấy, xoay vòng ra trước và nhấc chân lên, vòng ra trước rồi lại khua lón để ra sau. Lại này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu này. 5 6 7 đi này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Để nón ra sau. Chuyển sang tổ 2 này. Chúng ta để nón nguyên ra phía sau nhé. Chân phải bước trước này. Phải này, sau chân trái chúng ta vắt chéo lên. Chân phải sang ngang và thu hai chân về gần sát nhau. Chúng ta sẽ đếm lại nhịp chân, tức là chân chúng ta bước trước và người chúng ta ngả ra phía sau, bước ngang nhưng người ngả ra phía sau nhé. Tay này, mỗi bước chân là chúng ta ấn tay xuống một nhịp này, để ngang này, ấn ngang ấn ngang ấn ngang ấn, bốn nhịp. Nào, kết hợp cả chân tay, nón vẫn để nguyên đằng sau nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi bên này. 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi sau đó là chúng ta bước sang ngang một bước này. 3 2 chân này.
bước sang ngang, sau đó chân chúng ta thu về sát nhau. 3, 4. Rồi, xong sang ngang hai bước này chúng ta bước chân trái lên trước. Chân trái lên. 5, 6. 6 chúng ta đón nón hai tay nhé. Bước chân chéo này. 7, 8. Tức là nón chúng ta xoay một vòng. Từ bên trái ở bên trên cao này xuống dưới thì nó ở bên phải và vòng ra phía trước cổ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại nối cả chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó này, chuyển sang tổ 3 thì chúng ta sẽ đưa nón này vuông ra đằng trước này, đưa sang ngang. Sau đó chân chúng ta cũng ngang theo tay. Khi sang đến đây này, nón chúng ta bê ở trên vai và cao vuông lên, vuông nón lên hết, không đổ này mà chúng ta ngang nón lên. Nón luôn úp giống như là úp ở trên bàn ấy. 1 2 3 4 này. 5 6 7 8 úp vuông lên nhé. Sau đó này. Úp cả chân cả tay. Khua thì cái hông chúng ta vẫn ở bên trái này. 1 2 3 4. Sau đó này, thu về xong rồi chúng ta đi sang bên trái, đưa nón ra. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Đi lên và đi xuống nè. Lại nhé. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo này. Đơn kép nhé. Bước sang phải, một bước thôi này. Bước sang phải, nón đưa sang phải. Sang trái, nón sang trái. Rồi sau đó này, vòng 4 bước này. 1, 2, 3, 4. Thì nón nó quay sang ngang đây, mặt hướng về bên phải. 1, 2, bước 1, bước đơn này thì nón lúc nào cũng ở ngay sát người. Đi ngang gần người thôi này. Còn cái bước 4 này chúng ta sẽ khua nón rộng ra đằng trước, rộng ra đằng trước. Sau đó về ngang nhé. Lại nhé, bây giờ chúng ta sẽ đi hai bên phải trái luôn này. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 2, 2, sang trái rồi đấy, 3, 4 này, đi sang trái này, 5, 6, 7, 8, đấy, bây giờ chúng ta lại hướng mặt sang bên trái thôi này, sau đó này, người đang quay ra đây ở trên phải chúng ta sẽ nhả ngang ra, nón vòng ra đằng trước, một vòng và đội lên đầu, hạ tay, lại nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vòng và đội lên đầu, hạ tay. Rồi, tiếp theo này, ở tổ hợp số 4 thì nón chúng ta vẫn để nguyên trên đầu nhá. Đi lên này, đi lên 4 bước nhỏ, nhỏ xíu thôi và bước nhanh, bước vội này. 1, 2, 3, 4, xuống này. 5, 6, 7, 8, lên chân phải, xuống chân trái nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tay này. Tay, khi ở phía dưới thì chúng ta sẽ ở trạng thái. Vuông cái bàn tay lên này, ấn xuống này. Đi lên này, chân phải lên thì chúng ta hất tay phải lên trên này. Đi xuống thì chúng ta hất tay trái lên trên nhé. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 xong lên đến đây này. Sẽ có một nhịp nhạc đợi. Hạ tay xuống. Rồi này, sau khi hạ tay xuống nhá, sẽ kéo tay, cầm qua mắt này, đưa lên trên. Bước chân phải lên một bước này. 1, 2, sau đó kính chân trái và dướn người sang phải, căng hết cỡ lên nhá. Căng hướng về bên phải. 5, 6, 7 đi. 1, 2, đổi sang trái này. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước lên này. Chỉa, mở chân ra thì chúng ta chỉa tay sang ngang. Bước lên, trùng xuống, mở tay sang ngang. Đấy, lại này, tổ hợp 4 nhá. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hạ tay. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Rồi, chuyển sang tổ hợp 5 này. Tổ hợp 5 chúng ta sẽ bê dâng nón lên nhé. Chú ý là khi đội chúng ta không có quai nón, chúng ta chỉ đặt lên đầu thôi. Để khi này, khi bây giờ này chúng ta để gỡ nón ra, chúng ta chỉ nhấc nhẹ nó ra rồi này. Dơ nón lên này, bước sang phải 1, 2, 3, 4. Sau đó quay chân trái chúng ta chấm, nhấn sang phải, nón đưa ra phía sau 5, 6, 7, 8. Sau đó đi sang trái này 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo này, ta sẽ giơ nón lên, xoay một vòng sang bên phải nhé, chân phải bước trước này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Về đến nơi này, chúng ta sẽ này, mở chân phải ra, đưa nón sang phải và kiễng chân trái này, giống như ở tổ hợp trước 1, 2, dướn người căng hết cỡ lên nhé, căng cái sườn này lên, căng sườn lên đứng này trước 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó này chúng ta lại bước chân phải lên, mở chân trái, chân trùng rồi, mở chân trái này chúng ta xoay nón hất vào giống như ở tổ hợp trước, giống như ở tổ hợp trước mà cái tay chúng ta xỉa ra đấy, là chúng ta sẽ bước lên này, chân phải bước lên này 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó lùi lại và vòng nón ra phía sau là kết thúc tổ hợp cuối cùng. Chúng ta sẽ đếm lại tổ hợp 5 này. 5, 6, 7 đi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái nón này chúng ta vẫn vuông nhá. 7, 8 vẫn luôn, nón luôn úp giống như là úp ở trên bàn nhé. Đổi bên này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Và kết thúc ở đây. Vậy là chúng ta đã cùng tập với nhau xong 5 tổ hợp của bài ca Người Phụ Nữ Việt Nam. Bài này sẽ được lặp lại thành 2 lời nhé. 2 lời cái thứ tự tổ hợp nó sẽ giống hệt như nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tập liệt kê lại cả 5 tổ hợp nhé. Từ ngoài vào này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và hạ nón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trả nón về. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vòng đổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hạ tay. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là chúng ta đã tập với nhau xong bài ca Người Phụ Nữ Việt Nam. Chúc các bạn có những buổi tập vui vẻ và có một buổi biểu diễn thật thành công ạ. Xin chào tạm biệt.